lặng thầm thả tung ước mơ lên trời. Bạn ơi nhớ không biết bao nhiêu kỷ niệm đầy vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Nhưng yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy với đất chưa quên thuộc kia vẫn. Những ước mơ trẻ con chắc chưa bao nhiêu mơ màu. Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta gác lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngỡ ngàng. Trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời. Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim.
2023 khóa 74 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Sĩ Liên được gửi tới chị em chân thành nhất đến thầy cô, những người lái đò hành trình trở vào ước mơ, khát vọng của chúng em đến bến bờ tương lai hạnh phúc. Chúng em xin được gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, những người luôn hết lòng, luôn hy sinh vì con. Xin được cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhau làm nên những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Cuối cùng, em xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi đồng hành cùng chúng em trên mọi nẻo đường. Chúc các bạn vui, khỏe, thành công trong kỳ thi tới. Em xin trân trọng cảm ơn. Có đôi lời chia sẻ phát biểu cùng với các quý thầy cô và các phụ huynh và các em học sinh yêu quý. Nhân cái buổi lễ ngày hôm nay, cho phép tôi được thay mặt cho các phụ huynh xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy hiệu trưởng, các thầy cô trong ban giám hiệu, các thầy cô giáo bộ môn cùng các cán bộ nhân viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Sĩ Liên trong suốt 4 năm vừa qua đã cùng phụ huynh đồng hành để giúp các em hoàn thành chương trình phổ thông trung học cơ sở. Vậy là chặng đường 4 năm của các em sẽ chuẩn bị kết thúc và trước mắt chúng ta sẽ là một kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông rất là quan trọng. Trong suốt 4 năm học, được học tập rèn luyện dưới mái trường Trung học cơ sở Nguyễn Sĩ Liên với những kiến thức mà được các thầy cô trang bị cùng với sự cố gắng, nỗ lực và chịu khó của các cháu, thì chú tin rằng các cháu sẽ đủ bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, và từng bạn chắc chắn sẽ đạt được cái nguyện vọng của mình. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cũng nhân dịp này cho phép tôi cùng với các hội trưởng, phụ huynh các lớp xin được có một món quà nhỏ xin được gửi tặng đến nhà trường. Từ đầu chương trình bây giờ thì thầy rất là xúc động, tự hào và phải cảm ơn rất nhiều đến các bậc phụ huynh đã quan tâm tổ chức cho em học sinh có một cái buổi rất là vui ngày hôm nay. Kính thưa các phụ huynh, thưa thầy cô giáo cùng em học sinh, 4 năm dưới mái trường Trung học cơ sở Nguyễn Sĩ Liên thì các em học sinh liên khóa 2019-2023 đã trải qua những cái đợt dịch Covid-19, nhưng cùng với sự dìu dắt của bố mẹ cùng với các thầy cô thì các em đã vượt qua và gặt hái được rất nhiều những thành công, và những cái thành tích đấy thể hiện những minh chứng rằng là các em học sinh khối 9 liên khóa 2019-2023 rất là tài giỏi. Và các em học sinh khối 9 đâu nhỉ? Thầy đề nghị các em hãy nổ một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn cho các bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo đã dìu dắt các em bước qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Và trong cái buổi hôm nay thì thay mặt cho các thầy cô giáo, cho hội đồng sư phạm nhà trường xin được gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh học sinh trong suốt 4 năm qua đã đồng hành cùng với nhà trường để cho các em càng ngày càng tiến bộ. Thay mặt cho thầy cô giáo trong nhà trường xin được chúc các em học sinh liên khóa 2019-2023
sức khỏe, bình tĩnh, tự tin. Và chúng ta sẽ có một cái mùa thi vào trung học phổ thông bội thu. Trong trang sách học trò